Chú mở cái bẩn ông ra đi. Vậy đó hả? Mẹ không? Ông mở bẩn ông ra coi. Mở bẩn ông ra coi. Mở bẩn ông ra coi. Nặng nặng bình ông rồi đó. Dùm cống dằn sao? Không biết sợ nó đâu mà dằn từ. À, dám cầu dùm cống quẹo ra cái ba chứ vậy, cái ba quẹo lên chứ vậy. Ủa có dây chân căng lại, có dây không? Trời ơi, ông để ngay giữa rồi ông để sát vách á. Để sát vách luôn á. Xe này chở cái máy, xe này nhỏ rồi. Xe này xe nhà luôn cái gì? Dưới làm xe dựng hay vậy? Gì sao? Ông chở xe cuốc đồ, ông chở bách trài rồi đó. À, dưới có xe cuốc nữa hả? Gì sao? Ông chở lớp cài. Ừ. Một khi lớp muộn khô rồi. Như mình cuốc cài lên cuốc rồi trả cho người ta hả? Cái bơm mà nó bị cắn gì không? Hả? Cái bơm nó bị cắn gì không? Nào mới. Mà trong cái yên xe nắng á. Có vỗ xe cũng không sao, để em coi xe nó nghiêng chứ nó bể cái bọt. Thank you.
xích đúng võng rồi vậy. À, móc xích ra võng vô luôn đi. Hả? Rồi, dặn vô luôn rồi. Có tay đó không có, vài bữa nó mới có. Kéo mất ra xa chút không? Rồi rồi rồi. Chỗ nãy á. Qua đây nè, qua đây nè. Lên đây, chờ tự coi. Cứng lắm. Cái này có mấy trăm ký vậy. Dư vô xe đây. Không vậy đó, vậy đó. Ê. Từ từ. Cái đó cũng được rồi đó. Để nó trèo lên mới được.
Có sẽ ổi đâu. Nấu thử không? Nấu thử không? Bình là không vậy thôi. Nó rửa sạch đi nó. Ôi trời ông rớt luôn chứ. Trời ơi ông biết mà nó hết rớt luôn. Để không ta chịu gửi cái đề rồi đó, bữa tôi giao là không có mà bán luôn. Mà xấu hơn đề này nữa. Mỗi lần máy về là có ông khách nữa lại em coi máy này thấy là khách này là lúc nào lại có ông khách này lại câu trước nữa. Khách này nè. Thôi à, máy này đủ má thì đậu ở ngoài tới giờ này tôi mới có đi vô là tôi còn chưa biết cái máy nó ra làm sao nữa nè. Trưa này có khách có lại nữa đó. Có không? Có. Gì đó. Đủ má lỡ lạng. Chắc lại coi đuôi sói nữa vậy. Điện hỏi gì sói, tao số 7 lấy được thôi. Ra số 5. Lạng qua lạng lỡ đủ má trưa này nè. Lại coi đuôi sói nữa vậy. Gì đó, dắt dĩ vậy. Điện số lạ nó ở bài. Máy này chưa bung mà, chưa bung gian á. Để sạc gì kia nó trang luôn đó. Thank you.
Bởi vì nãy giờ tới bắt cái ai không bà bỏ gì đâu quá. Con ra rồi đấy. Con ra rồi. Thôi nó giữ gì đó. Cái máy quay đây em gửi cho nó. Cái máy quay đây em gửi cho nó. Kéo ra đắt rồi. Thank you.